đang đâu giả phải không? À, ờ, có giả hỏi như thế. Ông giả hỏi là ví dụ là ông có ông tiền và bây giờ tại sao không biết tiền ăn nữa? Ờ, mà đi chơi cầu như thế. Ờ, một bạn có hỏi như thế. Trời ơi, sai tại ta thức tỉnh rồi. Bạn giờ có giỏi này chắc là ông không thấy bên đây rồi. Bạn giờ ông thức tỉnh rồi, ông thấy là tiền ăn giàu quá rồi. Thì bây giờ ông đi giúp chỗ khác nữa chứ. Người ta gặp từ thiện mà. Sai lầm, tụi con sai lầm. Ông quốc giỏi này bây giờ nếu mà ông vậy thì con theo ủng hộ ông. Còn nếu mà ông còn ung mê là con không theo giỏi ông. Bây giờ cô nói tụi con rất là sai lầm. Một bạn hỏi như thế là nhờ cộng đồng mạng trả lời cho quốc giỏi. Đây cô thay thế cộng đồng mạng cô trả lời. Quốc võ đã làm thiền am, đã giúp đỡ thiền am. Thì bao nhiêu mạnh thường quân đã giúp đỡ thiền am rồi. Thì bây giờ chỗ mà những mảnh đời cơ nhỏ, những nơi chỗ mà khó khăn gặp khó khăn, tranh dẫn khúc qua đoạn đường giao thông, thành thử qua quốc võ phải đi đến đó để quốc võ giếp tay chung cùng cộng đồng để bắt một cái cầu nhân ái để cho các em nhỏ đi tới nơi và tới chốn, học sinh đi tới nơi và tới chốn đàng hoàng, và những cái cụ già đi cho nó chững chạc hơn, không còn mà đi qua sông qua suối chèo những cái chiếc ghe nhỏ nhắn, đôi lúc nó gặp ba sóng gió rồi nó lật như thế nào thì phải chết sao? Thành thử quốc võ làm gì vậy? Đúng rồi đó. Cô sẽ trả lời như thế đó. Các bạn ơi, hãy nên ủng hộ quốc võ đi. Đúng rồi. Bây giờ gì nè? Thiền am giàu rồi, đúng không? Vậy là nhiều khi là cái bọn thiền am nó giả nếp đó, nó vô nó hổ quốc võ. Tại vì cái gì nó cũng điện cho quốc võ trên á. Mà ông không biết là ông Vũ Câu này nè, không biết là ông có quay đầu chưa nha. Chứ mà ổng là một dạ với thiền am đó. Đúng, cô cũng về bên chú Vũ Câu này luôn. Bởi vì cô rất thích từ đầu tới giờ cái lập trường người ta vẫn lập trường vững chắc, không bao giờ bị lung lay, nhưng chưa bao giờ người ta nói đụng chạm đến phe nào hết. Đó, từ chỗ đó ta rất tốt, làm việc thiện nguyện rất tốt. Rồi, nhưng mà bây giờ á, làm gì mà thiền am giàu quá rồi, giàu mà giả bộ nghèo, giàu quá giả bộ nghèo. Bây giờ cô nói cô nghe nè, người ta ở ngoài nghèo chứ gì, giờ biết bao nhiêu ở Việt Nam mình quá trời chạy kém một câu luôn đó. Bây giờ thì giúp bên đó đi, cứ đưa thiền am ngoài làm gì. Còn mấy cái người mà kêu giúp ở đó, mấy người kêu tại sao mà đi bắt cầu mà không giúp thiền am là cái bọn của cái động của tụi nó. Không phải hỏi đó. Tại vì chỉ trích quốc võ nè, tại sao không binh vực thiền am nữa đi mà đi xây cầu nhân ái. Quốc võ làm xây cầu nhân ái rất là đúng, rất là đúng. Không phải giả nít không có giả nít giả gì hết trơn á. Thiền am không đảm cô là từ xưa tới ngày nay chưa bao giờ kêu gọi cộng đồng mà giúp đỡ nha, chứ không ai mà gì đó, tự nguyện làm không phải. Không phải đây, cô nói cô nghe, có nghĩa là bây giờ quốc võ không giúp cho thiền am nữa mà đi bắt cầu, đúng không? Không, quốc võ vẫn còn tiếp tục với thiền am. Chỉ vì quá khích lệ năm chú tiểu mà biết là, nhưng bây giờ đi xa cầu thì đi xa cầu chẳng ai riêng biệt nữa người ta làm thiện thì phải đi làm chỗ khác nữa chứ, tại sao mà phải làm cho nó hoài? Thì quốc võ đi các nơi chân chỗ nào quốc võ thấy cảm thấy là có lòng có duyên thì quốc võ tới. Đúng, có duyên là quốc võ tới. À, bây giờ quốc võ với quốc võ đi qua bên đi bắt cầu mà có những cái người cái biết khác đó, nó vô nó hỏi quốc võ phải không? Đúng rồi. À, tại sao không giúp thiền am mà đi bắt cầu, đúng không? Cái đó là cái chỉ trích quốc võ, tại sao không thì đi thêm thiền am nữa đi đó. Nếu mà mình là một người bình thường, mình không bao giờ chỉ trích quốc võ cái câu đó, là chỉ có tụi nó thấy quốc võ đem tiền đi cho chỗ khác rồi nên nó mất. Sai. Đã làm bổ vô nó. Không, sai rồi con ơi, sai rồi, đây nè, người ta đang nói nè, sự chân thần và thật chất của người ta nè. Trả lời vậy chứ giờ trả lời sao giờ? Đang ổng đang có cái suy nghĩ tích cực lại, ổng bây giờ suy nghĩ lại rồi. Đúng rồi, ổng đã biết là ổng bị ổng bị lừa rồi. Ta gọi là cái gì? Ổng đúng chỗ lắm, người thiện mà đúng chỗ á. Không có quốc võ Vũ Câu lập trường vững chắc, không bao giờ như vậy. Bởi vì người ta là một lòng thiện nguyện từ nào giờ lập trường, người ta chưa bao giờ sai lệch, người ta chưa bao giờ phe nào và đối lập với phe nào hết, người ta vẫn là một lòng một dạ thôi, người ta không có đụng chạm tới ai hết. Ta thấy chỗ thiền am bên bờ vũ trụ người ta thích, ta thương đó, thì ta có duyên ta đến đó thôi. Chứ tụi con nói gì sai rồi? Bây giờ quốc võ đi cái khác là đúng rồi đó, chỗ đó giàu quá rồi. Quốc võ lúc đầu á có cái tấm lòng thiện rồi, bắt đầu cái tấm lòng ta cũng thiện, bây giờ thiện nè thì đi giúp ở đó thì đồng ý.
khi mà Quốc Võ biết được là lúc mà thầy ông nội mày đi ra công an la đó thì cũng hơi sững chốt, rồi xong rồi biết là Nguyễn Xuyên đưa lên là không phải là ông con cái tùm lum thì Quốc Võ cũng hơi sững chốt, nhưng mà ông cũng lâu ông thúc tinh thần của Quốc Võ là hai người bắt đầu tới luôn là bên Dịch Tiền Am luôn. Rồi bây giờ đó là coi như là từ đầu tới giờ là cô nói nha, từ đầu tới giờ là Quốc Võ với chú Gâu là đấng lập trường vững cho bên Thiền Am bên đời vũ trụ, không có bị lung lay. Hồi sáng mày hát cái lý của con dù rồi. Có như thế nào đi nữa, Vũ Gâu và Quốc Võ vẫn là đứng lập trường bên Thiền Am bên bờ vũ trụ. Sẽ không bao giờ nói gì về ai hết. Em coi cái clip mà vụ mà la Diễm Phi Diễm Phi á, em coi rồi mà sáng em vô tình coi lại, tức quá thì tức nhớ lại câu mà ông nói gì con lại gì con buộc của ông nội, ông buộc vợ của ông nội, ông buộc con buộc vợ đẻ ra, ông đẻ con rơi nữa gì thôi mà. Đừng nói vậy, bây giờ ông chắc ông đẻ con rơi từ lưa rồi, rơi từ lưa thì quá khứ là bỏ qua, không có nói gì nữa, quá khứ là mấy quá khứ là bỏ qua, bây giờ không có nói gì nữa chứ. Ý là ông nói vụ Diễm Phi là sao không coi lại vụ Diễm Phi là con, là con cháu ông nội, là cũng như là nhiên tiền kiếp trước. Cái ông nói gì thế này thế đó, ông nói là con buộc, con buộc vậy không bao giờ mất con gì hết trơn. Không bao giờ mất kiểu như vậy chứ. Vừa con mà ông vừa chửi, ông thấy mình chửi gì, chửi người ta già, chửi người ta già mà ông đúng cũng chửi đúng vậy. Không tin vào sự thật bao giờ.
tôi đi đâu kệ tôi. Tôi đâu kệ tôi. Cha phải điều tra. Điều tra tôi được. Lắm rồi đi nè. Trời ơi. Lắm rồi đi nè. Là hảo tâm thiện nguyện của tôi không có ai điều tra được hết trơn. Thôi lắm rồi là coi trường của tôi. Năm bà gì nè phải không? Bà già phải không? Đi cái xe bà chở. Đi xe bữa nay đi lại. Đi bữa nay về đi. Không biết xe ai. Bữa nay trở đi hai ba ngày. Tôi biết thì qua giờ đi đâu. Nhưng mà mấy cái là Việt Hương chỉ ở đâu? Tôi không có quyền khai thác luôn. Việt Hương chỉ đâu là đi đi ăn đi mật ong mới che rồi đi đi theo Đồng An đây nè, đây nè. Thì tôi đi đâu thì đi, tôi không có nói, không có kể vô trong đây. Tôi làm thiện nguyện hay không thiện nguyện tôi cũng không có biết gì hết. Thôi, tôi không biết gì hết. Nhưng mà tôi chỉ tin thì Thầy Đồng Lai là người chính đáng đối với tôi thôi. Rồi rồi. Cô tin tưởng thôi. Để chấp nhận sự thật. Đúng không? Đấy cô chấp nhận sự thật. Rồi không thể chấp nhận sự thật. Con hiểu rồi rồi. Thôi rồi hiểu gì? Không có gì hết cô Sáu ơi, chuyện đâu còn có đó. Ừ, tranh tưởng hoài là giảm đất nè, tôi được bực mình mà mấy ngày nay đó biết không? Con đang cho cô không có gì giảm đất hết trơn á. Không có gì bực mình hết trơn á. Bây giờ là ra vụ này. Tại vậy đây làm cho cô thức tỉnh rồi. Thức tỉnh gì cô không bao giờ ông quê nha, đừng nói cô vậy nha. Cô muốn đòi cô vậy nha, không có chết là không có chắc luôn nha. Bảo giám có buồn mê đâu. Ờ. Nói là cô Sáu, tại gia. Tại gia ôm mê đâu. Đi vô lệnh, năm rồi đi đâu. Năm rồi đi đâu. Tôi đi đâu kệ tôi. Năm rồi. Tôi đâu kể cô không hai tháng. Mấy bà đại gia nè, tiệm vàng nè ha, rồi gì hãng nước mắm nè. Cành hào Cà Mau vậy á, đi chơi đi chơi đâu. Vựa tôm nữa. Đi chơi đâu? Vựa tôm nè. Giám đốc nông lãnh nè, đi đâu? Đi đâu kệ tôi, không có quyền khai thác tôi. Bây giờ tôi đang theo dõi bắt giỏi vũ ông nè. Bây giờ mới nhớ nè. Con hỏi này. Hỏi này là gì không? Hỏi này. Hỏi Hải mà nói là tôi không chịu đó. Thái mà nói tôi chịu tôi rồi, dặn rồi tôi đâu kệ tôi. Có quyền tài xế tôi. Tài xế có quyền lái thôi. Tài xế được lái thôi phải không? Ừ, có quyền nói. Chị hỏi thay là thay đâu dám nói. Nói là phải nói mà tôi không đi xe hãy đó. Vậy bữa đi nữa nè, vậy bữa đi nè bây giờ. Ờ, vậy bữa tôi đâu kệ tôi, vậy bữa tôi đi đâu kệ tôi. Đi đâu kệ tôi. Đi theo quay, đi theo. Chị đừng nói, chị nói là bắt không anh hai. Bây giờ là điện thoại alo Dưỡng Sáu. Dưỡng Sáu ơi. Bãi ra đây đó. Bãi ra đâu đây đó nghe. Đó gì? Chờ tôi đâu kệ chuyện của tôi. Cô ba nữa, cô ba nữa. Không có, phải mua nghe. Chứ cô làm phước từ thiện thì mình là rất là tốt luôn. Để dẫn đi làm từ thiện nè, để dẫn dẫn cô đi làm từ thiện nè. Vâng. Cô đừng nên đem cho những chỗ đó, đi cho những cái nhà nghèo, dù cô tính tới chỗ nhà người ta thấy nghèo cho. Rồi đúng rồi, cô cho mấy chỗ đó. Chỗ đó giàu lắm mà giàu cô nữa. Thiệt, chưa chắc cô giàu bằng đâu. Nói thiệt cô là đại gia thôi nhưng mà chưa chắc cô bằng đó đâu. Trời ơi, thiền em, chúng là thiền em, làm gì mà giàu con ơi, cũng bình thường thôi. Ê, không tụi con mà. Nghĩ sai lịch rồi. Ơi. Không tu mà bắt người ta gọi là thầy. Giàu, gọi thầy nào? Xưng thầy không? Tại con xin thầy với người ta chứ, ta xin tôi không à nha. Mấy thằng xin tôi không à nghe, tao nói thầy nghe, tới tôi không à nha. Nói tới, đóng máu, con đứt cho bắt ta kêu là thầy. Thầy nào nói, thầy nào, thầm nói, thầy nào. Mà nói với quý cái thầy. Không nói cái thầy. Mày ngồi xuống. Không xin thầy thôi. Mà nói mà cô Sáu, cô Sáu. Thế giờ cô lại là cô gọi thầy thôi, nhưng mà ông nhất thì cô là tôi nghe. Con đi xem
mà tranh luận với bà cụ bà 6-7 tuổi. Nhưng mà người ta sát xuống. Sát xuống trộm hết. Ê đừng nghe coi. Con ok chứ gì, tiền mà không lẽ ai không lấy. Đúng rồi, sao? Nhưng mà tại sao người ta mới chuyển?
Là tại vì tại ta thương cái lòng hảo tâm của người ta. Ví dụ như giờ dên nè, bây giờ lòng hảo tâm của người ta. Mày bố con dẫn về mày thích nè. Để thôi, thôi vậy đó. Rồi cho mẹ con nói đây nè, mồ côi không dạy mẹ nuôi nè. Thôi mà chuyện này là chuyện giả sử. Chuyện con nói là chuyện giả sử. Giả sử thôi. Con dẫn nè, cháu ngoại, cháu nội mẹ về đây ở. Ở cái đâu cháu ngoại thiệt. Là mẹ. Ok, ở được. Thôi xong, mẹ con sẽ nói là nó không cha không mẹ. Ở nơi khác. Thôi mà, quá vụ đó không. Ở thứ khác. Làm cái công việc người ta không biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.